Lâu chờ cái nhà của mình cũng các bạn. Mình đang má làm cái video, mình đang đứng trên cái bãi biển ở Oxe này. Ở Oxe sáng giờ đi biển, trời ơi đã động địa sợ. Bây giờ qua cái cảnh này thấy mấy đứa nít. Đây, mình quay ngang cho nó dễ hả? Thấy mấy đứa nít lên đó trên biển tập thể dục. Dễ thương chưa? Dễ thương dễ sợ. Cưng quá vậy. Trời ơi, nó dễ quá vậy. Cưng chưa? Đó, đó. Ở trên bãi biển á, mà phải cho mấy đứa nó tập như đứa đó, nó mới tốt rồi. Đây. Thương chưa? Đó, ở biển rồi. Trên này là trên cái cầu, cái dưới thì bãi biển, nhưng mà trên này, trên cái cầu này, ai muốn lên đây uống uống cà phê hay là đứng trên này ngắm xuống cũng được. Cầu nhỏ thôi, nó không có cái rộng bự như ở Việt Nam mình. Thương dễ sợ chưa? Vui hả? Đây, giờ mình sẽ quay qua bên kia kìa, coi cái khách sạn á, khách sạn bên đó, trời ơi đẹp chi. nó đẹp dễ sợ luôn vậy đó. Mà nắng quá nên là nắng quá nên mình đang đứng đây mình quay đây các bạn thấy với bác sĩ của mình đang đứng bên đi kế. Xuyên chưa đó cái cầu đó các bạn thấy chưa? Giờ mình đi quay tiếp tục. Dễ thương hả? Đứng trên cầu này quay xuống tắm biển rồi đó. Mới nãy đi tắm biển xuống tắm rồi giờ bay lên nằm phơi, trời ơi đắm ơi là đông luôn. Ngày hôm nay tại vì ngày hôm nay được 32 độ cho nên là hả đi quay các cảnh ở biển ở tại Oxe thành phố Bạc Liêu. Mình sẽ đăng cái các clip lên đó, các clip nào mà mình đăng lên thì mình sẽ ôi dễ thương chưa. Mình sẽ ghi hết lên những cái tên đường và ở thành phố nào và mình sẽ ghi quay hết lên cho cả nhà cùng các bạn xem nha. Đó, dễ thương, dễ thương, trời dễ thương. Cưng dễ sợ. Nhưng mà làm cái nơi mà bãi biển này mà để như vậy cho nít nó tập thể dục vậy mà thấy quá tốt này. Hay thiệt á. Quay tiếp tục qua cảnh khác. Đẹp chưa? Mình cũng quay ké mình miếng chứ cảnh biển mà sao không quay mình được. Chào cả nhà của các bạn của mình đang quay nha. Quay ở đây là cảnh biển sáng này. Là mình đi đến đây á, hồi sáng nó không có đông như vậy đâu. Bây giờ là coi như là cái strand cop đó, là có nghĩa là cái ghế mà mình thuê để nằm ở giữa biển đó, nó chặt cứng hết luôn. Đông dễ sợ. Bên kia là một đó, như vậy đó, strand cop không? Từ bên đó rồi quay đi. Tiếp tục nữa. Đây, qua bên cạnh này. Trời ơi, đông dã man luôn á. Hôm nay gọi là đông như đạt kỷ lục hay sao, đông dễ sợ luôn. Đó. Thương quá đi. Alo. Thương chưa? Sáng nay mình đã tắm gì đó rồi. Giờ quay tiếp. Trên cái cầu này mình đang đứng trên cầu này, mọi người họ cũng đang đứng trên cầu. Họ cũng coi đúng không? Thương lắm mà. Cưng chưa? Dễ thương hả? Để
đẹp dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà biển ở đây hồi nãy mình đi xuống á, thì nó không có sâu mấy. Mình tắm mình đứng có tắm hai chân thôi. Rồi ngồi xuống tắm vậy đó chứ không có biết bơi. Đó thấy cano kìa. Ô đẹp chưa? Cano kìa. Thì chạy, người ta thì bơi vậy đó, chim cũng bay loanh quanh vậy đó, cưng dễ sợ. Cưng hả các bạn? Thương chưa, thương chưa? Wow, tuyệt vời. Thôi mình ngưng tại đây, thì mình quay lên đây là mình cho các bạn cùng cả nhà mình biết là cái nơi đây là Osten. Bấm đăng ký cho mình với một kênh nha cả nhà cùng các bạn của mình. Hẹn gặp lại nha. Ok. Đây. Ô dễ thương ơi là dễ thương. Cưng quá.